Cái đồng hồ báo thức này sao không kêu vậy chứ? Phu nhân, buổi sáng tốt lành. Chúc phu nhân đi làm vui vẻ. Sao anh lại làm ầm ĩ lên vậy? Đưa em đi làm chứ gì nữa. Nào, mời phu nhân lên xe. Có thể kín đáo chút không? Em không muốn đồng nghiệp trong công ty biết quan hệ của chúng ta. Tiện đường đưa em đi làm cũng không được sao? Chồng nhà ai bình thường, tiện đường mà lôi ra một chiếc xe sang trọng, bản giới hạn toàn cầu ra đi chứ. Với lại, em có xe riêng của mình rồi, anh không cần lo lắng vớ vẩn nữa đâu. Xe riêng sao? Em đi trước đây. Biết tin gì chưa? Hôm qua, thần tổng cầu hôn rồi. Nghe nói, muốn cưới đại tiểu thư của Lê gia. Hơn nữa, còn là người của công ty chúng ta, là Lê Thanh hay Lê Mạn đây? Chắc chắn là chị Mạn rồi. Người ta được chủ tịch đích thân đón về để khôi phục chức vụ cũ đó. Hơn nữa, trước đó tôi còn nghe được là chủ tịch gọi cô ấy là con dâu. Nói nhỏ thôi, hồ ly tinh chuyên tranh giành làm. Thiếu phu nhân tới rồi. Hai người đang tán gẫu gì thế? Chị Mạn, chị đến rồi. Nói bậy bạ gì thế? Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải đổi cách gọi thành thần phu nhân. Thần phu nhân? Chẳng lẽ bọn họ lại tưởng mình là thiếu phu nhân của thần thị sao? Thần phu nhân? Chẳng lẽ bọn họ tưởng thần hiên muốn cưới Lê Mạn sao? Thật là buồn cười. Chuyện này, tôi mong mọi người giữ kín chút, đừng vì thân phận của tôi mà làm khác. Bọn tôi biết mà. Đây không phải là bảo vật đặc biệt của thần tổng tại buổi đấu giá ở Anh vào tuần trước sao? Đeo lên tay phu nhân nhanh vậy chứ? Cậu nghĩ gì vậy? Đây là thiếu phu nhân đó. Cái áo và túi xách này đều là hàng cao cấp của tuần lễ thời trang phải không? Phụ kiện trên người đều được làm bằng vàng ròng. Phu nhân, khí chất của chị làm cho bộ đồ càng thêm đẹp đó. Những thứ này chỉ cần anh ấy thấy là anh ấy mua về tặng tôi thôi. Lê Thanh, cô làm gì thế? Móc khóa của tôi là nam châm. Sao nó lại bị hút vào vàng của chị thế này? Vậy tôi phải về mạ vàng một lớp cho nó mới được. Để ra ngoài còn được coi là hàng cao cấp. Cô, hàng cao cấp của chị Mạn là giả. Chắc là vừa nãy chúng tôi nhớ nhầm. Cái được làm bằng vàng ròng là một mẫu khác. Thần phu nhân sao có thể mua hàng giả chứ? Các cô biết rõ mọi chuyện chưa mà gọi chị ta là thần phu nhân thế? Nếu chị ấy không phải thần phu nhân, chẳng lẽ thần phu nhân là cái đồ nhà quê đi xe máy điện đi làm như cô sao? Lê Thanh, tôi thấy hình như cô đang ghen tị. Dù sao thì trước đây cô còn cố tình dẫn theo con để đụng phải thần tổng. Các cô có ngửi thấy mùi gì không? Hóa ra là mùi hương yêu mị trên người hồ ly tinh. Đúng rồi đó. Ai mà chẳng biết, ngày nào cô cũng bám theo thần tổng. Giờ câu dẫn không thành, chắc là đang tức điên lên nhỉ. Im hết lại cho tôi. Cái này có gì hay mà phải tranh luận chứ? Thần tổng đúng là không có mắt nhìn. Lê Thanh, cô cũng tự xem lại mình là loại người gì đi. Phu nhân, tôi là quản lý Vương mới nhậm chức. Phu nhân gọi tôi là tiểu Vương được rồi. Phu nhân muốn uống gì không? Lê Thanh, đi mua cho phu nhân. Không cần đâu, tôi còn nhiều việc chưa làm xong. Những công việc này sao có thể để phu nhân tự mình làm chứ? Trước buổi trưa, xử lý hết tất cả báo cáo và kế hoạch. Những thứ này là khối lượng công việc của cô ta cả tuần. Dựa vào đâu bắt tôi làm hết trong một buổi? Còn dám cãi tay đôi với tôi. Nào, các cô giao hết công việc cho cô ta, cho các cô nghỉ xả hơi chút đó. Cảm ơn quản lý Vương. Vậy thì làm phiền cô rồi.
tôi đã mua chút đồ ngọt. Lát nữa mọi người đến văn phòng tôi lấy nhé. Cảm ơn phu nhân. Phu nhân thật là hào phóng. Phu nhân, chào buổi sáng. Đến cả trợ lý Lâm cũng chào phu nhân. Chắc chắn không sai rồi. Phu nhân, ánh mắt thần tổng nhìn phu nhân lúc nãy thật dịu dàng. Tôi chưa từng thấy anh ấy cười như vậy. Phu nhân thật hạnh phúc. Lê Mạn cô ta, đầu óc có vấn đề hả? Sao anh lại tới đây? Có người làm việc quên cả mạng kia. Vậy chẳng phải anh nên chăm sóc em chu đáo sao? Em làm xong mấy việc này đã. Anh về văn phòng trước đi. Người ta nhìn kìa. Ngắm phu nhân của anh cũng không được sao? Em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu. Nói lại lần nữa coi. Em nói gì cơ? Lê Thanh, hồ ly tinh nhà cô. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Lê Thanh là... Lê Thanh là người tôi rất coi trọng. Những công việc cơ bản này không thích hợp với cô ấy. Tôi thấy cô khá rảnh rỗi. Số việc còn lại giao cho cô. Thần tổng, tôi, còn em. Công việc bây giờ là cùng anh ăn cơm, đi thôi. Phu nhân, giờ này còn tăng ca sao? Đây là công việc của bộ phận tụi em. Đây là đơn hàng lớn. Nắm được nó, công ty chúng ta sau này sẽ vang danh thiên hạ. Vậy anh chờ mở tiệc ăn mừng cho em đó. Lại đây. Thế lực như thế nào? Rất tốt. Quá tốt. Chẳng phải nên thưởng chút gì sao? Khích lệ một chút. Lại đây. Thằng nhóc này, sao lại xuất quỷ nhập thần thế hả? Thằng nhóc này ra đây. Sao lại chui vào đó? Vậy thì anh và con về nhà trước đợi em nhé. Đảm bảo không phụ lòng mong đợi của anh. Đi thôi. Tập đoàn Thế Hoành đối với phương án của chúng ta rất hài lòng. Thần tổng đã tổ chức cho mọi người một hoạt động mừng công, đó là đi nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát riêng của thân thị. Đến lúc đó sẽ khen thưởng người phụ trách phương án lần này. Tốt quá. Tuyệt quá. Phương án của mình được chọn rồi. Vậy chúng ta đi chuẩn bị lễ phục cần thiết cho buổi tiệc chứ. Buổi tiệc cần mặc lễ phục. Váy này rất hợp với em. Anh đi nhanh đi, chúng ta không thể vào cùng nhau. Được. Trời ơi, Lê Thanh này gan cũng lớn quá nhỉ. Chẳng lẽ cô ta thật sự có gì với chủ tịch? Lê Thanh, cô vậy mà dám ở trong hội trường ăn mặc như thế này. Làm gì, muốn nổi bật hả? Đúng vậy. Rõ ràng biết chúng ta phải bắn tên trước nên cô ý mặc vậy mà. Thật là chướng mắt. Thật là tăng ca đến nỗi đầu óc hỏng hết rồi. Lại đi tin lời Lê Mạn. Thần Hiên cũng vậy. Sao cũng không nhắc nhở mình. Lê Thanh, lề mề cái gì thế? Mau đi chuẩn bị đồ cho phu nhân dùng. Cô lanh vậy? Sao không tự đi? Cô nói ai lanh? Cô đừng kích động. Tôi tận mắt thấy thần tổng đưa cô ta đến. Còn hôn tạm biệt nữa chứ? Chúng ta nhận nhầm rồi đó. Nhầm lẫn gì chứ?
sự sủng ái của thần tổng dành cho phu nhân. Ai cũng thấy rõ, sao lại nhầm lẫn được. Tránh ra. Hôm nay tôi phải thay phu nhân dạy cô một bài học. Làm ầm ĩ gì thế? Chủ tịch đến rồi kìa. Tài bắn cung của tôi là do chú thần dạy. Lê Thanh, cô mặc bộ đồ này mà bắn cung được sao? Xin lỗi, tôi nhất thời muốn hỏi cô. Có biết bắn cung không vậy? Phu nhân đừng làm khó cô ấy. Nhìn chân tay cô ta, đừng nói đến bắn cung, chắc là kéo cung cũng không nổi đâu. Không phải cứ cầm cung kéo là bắn trúng được đâu. Lê Thanh, chẳng lẽ cô không biết bắn cung nên cố tình ăn mặc thế này? Ai nói cô ấy không biết bắn cung? Sao thần tổng cũng ăn mặc thế này đến đây? Cô bớt nói vài câu đi. Cảm ơn thần tổng đã dạy tôi bắn cung. Hay là anh cũng dạy các đồng nghiệp khác đi. Đúng vậy, thần tổng, anh cũng chỉ dạy chúng tôi với. Đúng vậy, thần tổng. Sự thành công của bản kế hoạch lần này không thể tách rời khỏi nỗ lực của một vị đồng nghiệp. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay chúc mừng cô ấy, nhận phần thưởng từ thần tổng. Hãy chào đón Lê Mạn. Đợi đã. Thần tổng nhất định đã chuẩn bị cho phu nhân một màn lãng mạn. Thật ngọt ngào. Cô chắc chắn bản kế hoạch này là do cô làm chứ? Thần tổng. Tôi. Thần tổng, chuyện là như vậy. Cái này đúng là do cô ấy làm. Khoảng thời gian này thật sự vất vả cho cô rồi. Cô tận mắt chứng kiến sao? Lê Thanh, em lên đây. Theo tôi được biết, bản kế hoạch này là do Lê Thanh tự mình hoàn thành. Anh không thể chỉ nghe lời Lê Thanh nói một phía được. Dù sao chúng ta ở đây, không ai có thể chứng minh là do cô ta tự tay hoàn thành. Bản kế hoạch này tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy hoàn thành. Thần tổng dựa vào đâu mà làm chứng cho cô ta? Không tin tưởng phu nhân của mình, lại đi tin tưởng một người ngoài. Bởi vì Lê Thanh mới là phu nhân chính thức của tôi. Không thể nào. Phu nhân chẳng phải là phó giám đốc Lê Mạn sao? Sao lại là cô ta? Thần tổng, đều tại cô ta, đều là cô ta lừa gạt chúng tôi. Phải đó, nhất là cái vòng tay đó, không phải thần thị vừa mới đấu giá được sao? Hay là phó giám đốc Lê, cô tự mình nói xem. Mạn Mạn, chú biết cháu chịu uất ức rồi. Chú đã chuẩn bị một ít quà, lát nữa sẽ tới. Cháu yên tâm, chú sẽ không để người phụ nữ đó bước vào cửa đâu. Thần thị không chứa chấp được loại người nói dối đủ đường như cô, càng không chứa chấp được đám thấy gió đổi chiều như các người. Từ bây giờ trở đi, tất cả các người đều bị sa thải. Thần tổng, phu nhân, xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Thần tổng, Lê Thanh, chuyện này chưa xong đâu. Ba, ba nhìn rõ chưa? Tiểu Khải, nếu ba đã quyết định giao công ty cho em con, thì chuyện này con không cần nói ba nữa. Nếu ba đã thiên vị như vậy, thì đừng trách đứa con trai này bất kính.
Thần tổng, sao anh lại đến đây? Mộ Lê cứ nằng nặc đòi đợi cô cùng xuống. Dọn dẹp gần xong rồi thì xuống thôi. Đây, tôi giúp cô. Mấy chuyện nhỏ này, không cần phiền thần tổng đâu. Vẫn gọi là thần tổng sao? Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì? Dĩ nhiên gọi là chồng ơi rồi. Mẹ trước đây vẫn luôn gọi ba như vậy mà. Mẹ ơi, có phải mẹ ngại không dám gọi ba như trước phải không? Không sao, chỉ có con biết thôi. Vậy thôi tôi xuống lầu ăn cơm trước. Mẹ ơi, ba với mẹ vẫn còn ngủ riêng. Vậy không được, mình phải ra tay thôi. Như vậy, ba với mẹ sẽ có thể ngủ cùng nhau rồi. Mộ Lê, đang lén lút làm gì thế? Muốn gì hả? Mẹ ơi! Ba! Ba có việc tìm mẹ đó. Việc gì vậy? Không biết. Hình như là việc rất quan trọng. Lê Thanh, sao cô lại ở đây? Anh tìm tôi có việc gì? Thần Mộ Lê. Cái gì? Thần Mộ Lê, mau mở cửa ra. Ba với mẹ, ngủ ngon nhé, ngủ ngon nhé. Thần Mộ Lê mở cửa ra đi. Đừng có giở trò. Tôi đi tắm trước đây. Không biết khi nào anh ấy tắm xong. Mùi vị của ly nước này, sao nó kỳ kỳ vậy? Mình đang nằm mơ sao? Giấc mơ này giống y như thật vậy. Cái gì đang đập thình thịch thế? Lê Thanh. Thần Hiên. Cô uống rượu hả? Rượu sao? Tôi có uống rượu đâu. Tôi biết tiểu lượng của mình mà. Chỉ uống có hai hớp thôi. Ngồi xuống trước đã. Ai để rượu trong phòng tôi vậy? Thần Hiên, tôi sợ lắm. Đừng sợ, có tôi ở đây. Tối nay cô cứ nghỉ ở đây đi, tôi ngủ sofa. Nào,
tôi đi rót cho cô ly nước. Đừng đi. Cái này, đây là nụ hôn đầu của tôi đó. Phụ nữ uống rượu vào đều khỏe như vậy sao? Nói cô ngốc, hóa ra cô ngốc thật. Nụ hôn đầu của cô lần trước đã bị tôi lấy mất rồi. Mình quả nhiên là thần đông mà. Nhưng mà thứ này thật sự có thể khiến người ta ngủ say như vậy sao? Bà ơi, mẹ ơi, Mộ Lê, con tỉnh rồi. Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm không? Con đã ngủ cả ngày rồi đấy. Sau này đừng có tham ăn nữa. Thằng nhóc này láu cá thật. Ai cho phép con uống rượu vậy? Con không có. Rõ ràng là con không uống đồ trong cái bình kia. Chẳng lẽ là... Con chỉ tò mò nên thử một chút thôi. Sau này không được uống nữa, nghe chưa? Bà ơi, bà bệnh rồi. Bà, có lẽ là do tắm nước lạnh cả đêm. Mộ Lê, sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa, có biết chưa? Con đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa. Nhưng có thể nào đồng ý với con một nguyện vọng nhỏ được không? Nguyện vọng gì? Hôm nay cô trông rất xinh đẹp. Mộ Lê, đừng nghịch nữa, mau lại chụp ảnh. Lại đây, Mộ Lê. Lại đây. Để ba bế con lên. 3, 2, 1. Cười lên nào. Đồ con gái bất hiếu, mau cút về đây cho tôi. Nếu không, tôi sẽ vứt hủ cho cốt của mẹ cô đi đó. Lê Trình Phi, ông đang giở trò quỷ quái gì vậy? Ông để cho cốt của mẹ tôi ở đâu? Tôi hỏi ông đấy, để cho cốt của mẹ tôi ở đâu hả? Con bé này, sao vừa về nhà đã nổi giận rồi vậy? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không được sao? Đây chính là Tiểu Thanh nhà chúng tôi. Trước đây hai người đã gặp nhau rồi. Mặc dù trước đây cô ấy từng đánh tôi, nhưng nếu sau này một lòng một dạ ở bên tôi cũng không chấp nhận chuyện cũ. Thật ra tôi thích cái tính khí này của cô ấy. Như vậy là sao? Lê Trình Phi, ông đã bán đứng tôi một lần, còn muốn bán đứng tôi lần thứ hai. Tôi nói cho ông biết, không thể nào. Sao con nói chuyện với người lớn như vậy? Người ta là Vương Tổng yêu thương con, còn đặc biệt sắp xếp cho mẹ con một phần mộ sang trọng đó. Sao con lại không biết điều như vậy hả? Phải đó em gái. Sao em có thể nói chuyện với ba như vậy? Ba cũng là vì muốn tốt cho em. Tốt cho tôi hả? Vậy sao bây giờ ông ta lại không muốn tốt cho chị đi? Lê Mạn, chị nghĩ ai cũng ngốc vậy sao? Ba nói cho con biết, ba không thương lượng với con.
Hôm nay, hôn sự của con và Vương Tổng, cứ quyết định vậy đi. Vậy tôi cũng nói cho ông biết, tôi không gả. Muốn gả thì tự ông gả đi. Thôi, được rồi. Cô ấy đã không muốn gả thì thôi. Nợ bao nhiêu tiền, trả bấy nhiêu là được. Này, Vương Tổng, con bé không hiểu chuyện. Anh đợi chút. Cậu làm gì thế? Vương Tổng, anh cứ về lo chuyện hôn sự đi. Tiểu Thanh, đến lúc đó nhất định sẽ đến. Ba, sao mẹ vẫn chưa về? Ngoài trời mưa to như vậy, liệu mẹ có gặp chuyện gì không? Ở nhà đợi ba, ba đi tìm mẹ. Nào, chỉ cần chúng ta và Vương Tổng trở thành thông gia, cuộc sống tươi đẹp của chúng ta sẽ chẳng còn bao xa nữa. Chúc mừng ba. Cụng ly. Thần Hiên, anh đến đón tôi về sao? Lê Thanh đâu? Thần Tổng, cậu đến đón Tiểu Thanh sao? Con bé về lâu rồi. Phải đó, nó đến đây lấy di vật của mẹ nó, rồi đi về rồi. Hay là cậu về tìm xem. Thần Tổng, anh không được vào. Buông ra. Thần Tổng, chắc Tiểu Thanh bây giờ đã ở nhà đợi cậu rồi. Tốt nhất là các người đừng giở trò gì với tôi. Tôi thấy Thần Hiên rất quan tâm đến Tiểu Thanh. Giờ chúng ta gả Tiểu Thanh cho Vương Tổng, liệu cậu ấy có? Ba, ba đừng quên, con chính là ân nhân cứu mạng của chú Thần. Chỉ cần chú Thần ra lệnh, Thần Hiên anh ấy không dám làm gì chúng ta đâu. Phải đấy, chỉ cần chúng ta gả Tiểu Thanh cho Vương Tổng, thì Tiểu Mạn có thể gả vào Thần gia giúp đỡ ông. Điều này đối với Lê gia chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Nói cũng đúng. May mà chúng ta đã sớm đưa Tiểu Thanh đến khách sạn, nếu không thì đã bị Thần Hiên bắt quả tang rồi. Điều tra cho tôi. Điều tra vị trí hiện tại của phu nhân. Phu nhân sao? Vâng, Thần Tổng. Tỉnh rồi sao? Hai người là đồ độc ác, cấu kết với nhau. Mau thả tôi ra. Chúng tôi dù có thế nào cũng tốt hơn cô chưa cưới mà đã có con. Cô tính dùng đứa bé để tranh giành vị trí của Tiểu Mạn sao? Cô nằm mơ đi. May mà Vương Tổng hiện vẫn chưa biết cô đã có con. Nếu không thì ông ấy sẽ bỏ ra số tiền lớn để cưới cô sao? Cô đoán xem, nếu Thần Hiên biết được cô gả cho Vương Tổng, anh ấy sẽ tức giận đến mức nào? Như vậy tôi có thể đường hoàng gả vào Thần gia, làm mẹ kế mới của Thần Mộ Lê. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Mẹ con hai người chỉ thích làm mẹ kế người khác nhỉ? Nếu hai người chỉ thích xài đồ thừa vậy, tôi nhường cho đấy. Chỉ sợ đến lúc đó vẫn bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Câm miệng. Bây giờ cô có hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn kết hôn với Vương Tổng. Hai là bây giờ tôi sẽ gọi Vương Tổng vào đây, cho hai người được tận hưởng
Thế giới chỉ có hai người. Cho cô cơ hội rồi đó. Cô tự chọn đi. Nếu kết hôn với Vương Tổng, biết đâu tìm được cơ hội nhờ Thần Hiên cứu mình. Tôi đồng ý gả cho Vương Tổng. Thế này mới phải chứ, Lê Thanh. Cả đời này cô đừng hòng đấu lại tôi. Hơn nữa cũng đừng hòng Thần Hiên sẽ đến cứu cô. Điện thoại của cô đã bị ném xuống sông rồi. Sẽ không ai tìm thấy cô đâu. Cứ ngồi ở đó đi. Ba, mẹ cả đêm không về. Nhất định là có chuyện rồi. Chúng ta mau đi tìm mẹ thôi. Trợ lý Lâm, nếu cậu còn không tìm được vị trí của phu nhân thì cậu cuốn gói xéo cho tôi. Đi. Vương Tổng, ông thật là có phúc khí. Nghe nói ái nữ Lê Gia vừa mới tốt nghiệp đại học, xinh đẹp tuyệt trần. Đó cũng là nhờ Vương Tổng chúng ta tuấn tú, tài giỏi. Với tiểu thư của Lê Gia mới thật là trai tài gái sắc. Đúng vậy. Cô dâu đến rồi. Anh Vương Cương, xin hỏi anh có đồng ý cưới cô Lê Thanh bên cạnh mình làm vợ? Dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, tôi đồng ý. Lại đây, nhanh lên. Cô Lê Thanh, cô có đồng ý gả cho anh Vương Cương đứng bên cạnh cô? Dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, đều không rời bỏ hay không? Sẽ không có chuyện gì đâu. Thần Hiên, giữa chúng ta thật sự phải kết thúc rồi sao? Khóc rồi. Hôm nay là ngày Tiểu Thanh thành hôn, không nỡ xa chúng ta. Tiểu Thanh, mình chẳng qua chỉ là đứa con gái bị Lê Gia vứt bỏ, vốn dĩ không xứng với Thần Hiên. Có lẽ đây chính là số mệnh của mình. Tiếp tục hỏi. Cô Lê Thanh, cô có đồng ý không? Tôi đồng. Cô ấy không đồng ý. Thần Hiên, mẹ, con và ba đến cứu mẹ đây. Thần Hiên, ai đây? Dám đến hôn lễ của Lê Gia và Vương Gia để gây rối. Đúng đó. Kỳ lạ thật. Cậu dám gả đứa con gái có con hoang cho tôi. Cậu giỏi thật. Vương Tổng, nghe tôi. Nghe tôi giải thích, tôi nói cho cậu biết. Chuyện hôm nay, con gái cậu tôi cũng muốn. 40 triệu cậu nợ tôi cũng phải trả. Cậu là ai? Dám gây rối ở địa bàn của tôi. Người đâu, đuổi bọn chúng ra ngoài cho tôi. Vương Tổng, đây chính là Thần Tổng. Cậu nói đây là chủ tịch của tập đoàn Thần Thị sao?
Cậu là tên bịp bợm. Cậu bán con gái của mình cho tôi. Chính là một màn kịch cậu bày ra. Cậu thật sự nghĩ con gái cậu là thứ tốt lành gì sao? Cậu thì là cái thá gì? Dám cướp dâu ngay trong hôn lễ của Vương Cương tôi. Rút vốn, hủy bỏ hợp tác với Vương Thị. Cái đầu không biết tốt xấu này, cậu diễn trò với tôi đấy sao? Người đâu, lôi chúng nó ra ngoài đánh một trận cho tôi. Còn cô nữa, Lê Gia làm tôi mất mặt trước mọi người. Xem tôi về, có sự cô không? Gan to thật. Cậu làm lỡ việc tôi cưới vợ. Đợi đấy. Alo, làm phiền tôi làm gì? Đang bận cưới vợ đây. Cái gì? Thần Thị rút vốn rồi. Thật sự là thần tổng sao? Không phải, thần tổng. Tất cả đều là do ba của Lê Tiểu Thư, ông già đó, để bù đắp nợ nần của công ty. Đánh con gái mình ngất xỉu rồi đưa cho tôi. Thần tổng, nếu tôi biết quan hệ của cậu với cô ấy, tôi cũng sẽ không cưới cô ấy đâu. Thần tổng, cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội. Cút xéo. Được, tôi đi trước đây. Hãy đợi đấy. Kể từ hôm nay, kẻ nào hợp tác với Lê Thị chính là đối đầu với Thần Thị của tôi. Không, Thần tổng, cậu hãy nghe tôi giải thích đã. Thần tổng, chuyện là Tiểu Thanh, nó là người của Lê gia chúng tôi đó. Mạn Mạn nhà tôi còn từng cứu lão gia tử đó. Người nhà chính là công cụ giúp mấy người kiếm tiền sao? Tiểu Thanh, con nói gì đi chứ? Nói gì? Tôi nói gì chứ? Có những lời, một khi tôi nói ra, các người e là còn thê thảm hơn bây giờ. Em gái, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Em nói chuyện đâu cần phải ép người ta như vậy chứ. Người một nhà. Lúc các người lấy mẹ tôi ra để uy hiếp tôi, đánh tôi bất tỉnh, ép tôi cưới người khác, có nghĩ đến hai chữ người nhà không? Lê Trình Phi, hôm nay tôi đứng trước mặt bao người, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt với ông. Lê Thanh tôi, từ nay không còn cha nữa. Chúng ta đi. Chờ đã. Hôm nay mọi người đã có mặt đông đủ, vậy thì tôi sẽ long trọng tuyên bố một chuyện. Từ hôm nay, Lê Thanh chính là phu nhân chủ tịch Thần Thị, mẹ của con trai tôi, Thần Mộ Lê, vợ của Thần Hiên tôi. Ai mà đối đầu với cô ấy chính là đối đầu với Thần Thị chúng tôi. Ngoài ra, hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức tại cung điện sang trọng nhất Giang Thành. Tôi muốn rước cô ấy về nhà một cách long trọng. Hoan nghênh các vị khách quý đến chứng kiến. Lại đây con trai. Chúng ta đi thôi. Hôm nay chúng ta về nhà tôi trước. Chuyện ba tôi sẽ giải quyết. Cô đừng lo. Còn nữa, mộ phần của mẹ cô tôi cũng chọn lại xong rồi. Sẽ không ai đến quấy rầy bà ấy nữa đâu. Thần Hiên, cảm ơn anh. Cô sao vậy? Tôi bị họ hạ thuốc. Họ muốn tôi và Vương Tổng. Ba mẹ, hai người đang làm gì vậy? Mẹ, sao mặt mẹ đỏ vậy? Đâu có đâu. Nhóc con này, con phá hỏng chuyện tốt của ba con rồi. Đồ vô dụng, chỉ biết khóc. Ba, sao? Ba nói sai hả?
Giờ xem ra Lê Thanh hơn con mọi mặt. Vậy ba đi tìm cô ta đi. Lão gia, Mạn Mạn có chỗ không đúng, nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện này. Đám đòi nợ đó cứ dăm bữa lại đến đánh ông một trận. Nợ này mà không trả được, ba người chúng ta sống sao nổi. Ôi chao, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Giờ Lê Gia Gia nông nỗi này đều tại đứa con gái bất hiếu Lê Thanh gây ra. Món nợ này nhất định phải bắt nó trả. Đúng đấy, ông nói đúng. Đây là món nợ nó thiếu chúng ta, nhất định phải bắt nó đền. Trốn cái gì, các người làm gì? Các người không được vào. Không được vào, các người làm gì vậy? Thật là, dừng tay. Tôi nói con gái tôi là thiếu phu nhân nhà cô đấy. Để tôi bảo con rể tôi đuổi việc cô. Phu nhân, xin lỗi. Không sao, cô vào trước đi. Đến nước này rồi mà ông vẫn chưa chịu dừng lại. Tôi khuyên ông trong vòng 2 phút đưa hết người về đi. Nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát, tố cáo ông xâm nhập bất hợp pháp. Xâm nhập bất hợp pháp. Tôi là ba cô. Nếu không phải đứa con gái bất hiếu như cô, thì Lê Gia có rơi vào tình cảnh này không? Lê Trình Phi, tôi từng đứng trước mặt bao nhiêu người nói rõ với ông rồi. Giữa tôi và ông đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi, Lê Thanh, không có người ba như ông. Cô, Tiểu Thanh, quan hệ huyết thống, nói đoạn là đoạn được sao? Con xem hiện tại nhà họ Lê đang gặp khó khăn, Thần Hiên lại giàu có như vậy, giúp đỡ một chút đi. Không phải chỉ cần con nói một câu thôi sao? Các người dựa vào cái gì mà nghĩ rằng Thần Hiên sẽ dùng tiền của anh ấy để dọn bãi chiến trường cho Lê Gia? Tiểu Thanh, bà biết con và Thần Hiên là thật lòng yêu nhau. Con có ngày hôm nay, cả nhà chúng ta đều vui mừng cho con. Con giúp ba một chút, chỉ cần con mở lời, Thần Hiên chắc chắn sẽ giúp nhà chúng ta. Nhưng trước đây chị đã từng nói, sớm muộn gì cũng khiến tôi cút khỏi nhà họ Thần. Còn vị trí thiếu phu nhân nhà họ Thần, sớm muộn gì cũng là của chị ấy. Theo tôi thấy, chị ấy sẽ dễ xin Thần Hiên số tiền này hơn là tôi chứ. Thần Hiên không thích con bé, người cậu ấy quan tâm là con. Chỉ có con mới có thể giúp nhà họ Lê giải quyết cơn khủng hoảng này. Được, nếu các người thật sự muốn số tiền này, ba người các người quỳ xuống cầu xin tôi. Lê Thanh, cô đừng có được voi đòi tiên. Được rồi, chỉ cần cho tiền, quỳ bao lâu cũng được. Quỳ xuống, quỳ xuống đi. Quỳ xuống. Xem ra con gái bảo bối của ông không có thành ý rồi. Vậy thì ông về trước đi. Lê Mạn, quỳ xuống. Ba, xin lỗi em gái con đi. Không sao, nếu chị không muốn quỳ, hôm nay các người cứ về trước đi. Quỳ xuống. Xin lỗi, xin lỗi tôi chuyện gì? Đều tại tôi không biết lượng sức mình, tranh giành Thần Hiên với cô. Cầu xin cô cứu Lê Gia, cứu ba. Bị người mình quan tâm làm tổn thương, cảm giác thế nào? Lê Mạn, những gì chị từng nợ tôi sẽ bắt chị trả lại từng chút một. Vậy tiền thì sao? Tôi nói là bảo chị ta cầu xin tôi, nhưng tôi không nói chị ta cầu xin tôi rồi. Tôi sẽ đồng ý với chị ta. Đồ tiện nhân này, cô nói gì? Cô đừng có không biết điều. Nếu không phải tôi nuôi nấng cô lớn đến trường này, cô có khả năng quyến rũ Thần Hiên sao? Thả tôi ra. Buông ra. Đứa bé hư hỏng, không sao chứ? Đồ xúc sinh nhỏ mọn, hôm nay ta sẽ xử lý cả hai người. Thiếu gia, phu nhân và tiểu thiếu gia đang đánh nhau với mấy tên du côn trong nhà. Thả mẹ tôi ra. Thả mộ Lê ra. Thanh Thanh, giúp ba đi mà. Giờ công ty đến cả lương cũng không trả nổi, cô nỡ thấy ngủm không cứu sao? Thả mẹ tôi ra. Các người thả mộ Lê ra. Các người muốn gì? Muốn tiền. Cô chỉ cần nói Thần Hiên đưa cho tôi 80 triệu, tiền vừa vào tài khoản, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Được thôi. Thả ra.
Thần Hiên, cậu phải giữ lời hứa đấy. Đầu tư 80 triệu vào Lê Thị. Tiếp theo, đợi tôi thông báo. Thần Tổng, tiền sẽ được chuyển vào Lê Thị ngay lập tức. Mong ông giữ lời hứa, đừng đến quấy rầy Lê Thanh và sự yên nghỉ của mẹ cô ấy nữa. Nhất định. Đi thôi. Mau lên. Mẹ ơi, hình như con lại chảy máu mũi rồi. Thần Mộ Lê, Mộ Lê, Mộ Lê, đưa vào bệnh viện. Mộ Lê. Ba. Mẹ. Con đến Hiện Đại được mấy ngày rồi? Gần một tháng rồi đấy. Con hỏi chuyện này làm gì? Mẹ đừng khóc. Xem ra con phải về rồi. Con nói bậy bạ gì thế? Con muốn rời xa ba mẹ đi đâu? Trẻ con chảy chút máu cam là bình thường mà. Đừng lo lắng. Ba. Ba hứa với con được không? Sau khi con đi rồi, hãy bảo vệ mẹ, không để mẹ chịu khổ chịu uất ức nữa nhé. Thần Mộ Lê, con còn nói lung tung, ba sẽ giận đấy. Ba hứa với con đi, hai người sau này sẽ không cãi nhau nữa. Đừng để mẹ chịu khổ nữa, cũng đừng để mẹ mất mạng oan uổng nữa. Chúng ta đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, được không? Sắp đến bệnh viện rồi, con cố gắng lên nhé. Ba mẹ còn muốn nhìn con khôn lớn nữa. Xem ra con không thể đợi đến ngày cưới của hai người rồi. Con còn muốn nhìn mẹ mặc áo cưới nữa. Mẹ ơi, sinh cho con một đứa em gái đi mà. Đừng chờ đợi nữa. Mộ Lê, sẽ không sao đâu. Ai là người nhà của thần Mộ Lê? Tôi. Các người làm ba mẹ kiểu gì vậy? Không hề cho con đi khám định kỳ sao? Rốt cuộc là thế nào rồi? Là ung thư máu giai đoạn cuối. Phụ hoàng, mẫu hậu. Mộ Lê, nước trong hồ này lạnh quá, con hơi cảm lạnh rồi. Thằng nhóc con cũng tinh nghịch thật. Ai cho phép con uống rượu? Con không có. Đều tại anh. Anh nên phát hiện ra sớm hơn. Y tá, tôi xin cô, nó còn nhỏ như vậy, cứu lấy nó đi. Bao nhiêu tiền cũng được. Tâm trạng của mọi người tôi hiểu, nhưng đã quá muộn rồi. Nói lời từ biệt với con đi. Thời gian của nó không còn nhiều nữa. Mộ Lê. Mộ Lê, tỉnh dậy đi. Chúng ta không ngủ nữa. Mau tỉnh dậy, Mộ Lê. Con còn nhỏ như vậy, những thứ này để mẹ gánh chịu thay con. Con đừng ngủ nữa, Mộ Lê. Mau tỉnh dậy. Mẹ cầu xin con đó. Xin con đó. Mộ Lê, Mộ Lê, bé cưng, ngủ ngoan nào. Mẹ. Ba. Con đừng rời xa ba mẹ nhé.
sinh con đó. Xin chào. Đây là thứ Mộ Lê nhờ tôi gửi anh chị. Cảm ơn cô. Ba mẹ, khi ba mẹ xem được đoạn video này, có lẽ con đã không còn ở bên cạnh ba mẹ nữa rồi. Đừng buồn vì sự ra đi của con, vì con vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Con không còn gì hối tiếc nữa. Yêu ba mẹ mãi mãi. Nếu cậu buồn, tôi có thể cho cậu mượn bờ vai. Không cần đâu. Cảm ơn cậu. Tôi biết cậu ở bên cạnh anh ta là vì đứa bé đó. Cậu và Thần Hiên vẫn chưa kết hôn. Tình cảm giữa hai người không vững chắc. Tôi yêu anh ấy. Thanh Nhi, tôi thích cậu nhiều năm rồi. Xin lỗi. Thanh Nhi, ăn chút gì đi. Thần Tổng, trước đó anh bảo tôi điều tra vụ tai nạn xe của ba anh, kết quả đã có rồi. Cậu đi làm việc đi. Vâng. Thần Khải, anh vì công ty mà tìm người đâm ba mất mạng. Anh tưởng những gì anh làm không ai biết sao. Em trai, lâu rồi không gặp. Sao anh lại tới đây? Anh tới để tặng em một món quà, bày tỏ tấm lòng của anh. Có thời gian thì anh lo cho mình nhiều hơn đi. Tôi còn chưa tới tìm anh, anh lại tự tìm tới đây. Tôi có ngày hôm nay không phải là do các người ép tôi sao? Tôi ép anh. Thần Khải, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi. Cho tôi cơ hội sao? Những thứ này vốn thuộc về tôi. Tôi tự giành được. Là của tôi. Lão già lú lẫn đó, ông ta không biết gì. Ông ta cứ nhất quyết giao Thần Thị cho cậu. Những lời này anh giữ lại để nói với cảnh sát đi. Dừng tay. Ba, sức khỏe ba đã khá hơn chút nào chưa? Ba thành ra như bây giờ không phải là nhờ ơn của con sao? Muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng có làm. Tiểu Khải, nếu ngay cả đạo lý này mà con cũng không biết thì đúng là ba nên cảm thấy vui vì năm đó không giao toàn bộ Thần Thị cho con. Anh về rồi sao? Đợi kết thúc những chuyện này, chúng ta ra ngoài dạo chơi nhé. Được. Tiểu Thanh. Đợi đã Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ơi, con giúp ba lần nữa đi. Không biết là ai đã tố cáo Lê Thị của chúng ta. Số tiền mà lần trước Thần Hiên cho không những không bù vào được khoản tiền thiếu hụt đó mà còn nợ thêm một khoản tiền lớn nữa. Tiểu Thanh, bây giờ mẹ với ba con và Tiểu Mạn không ai dám về nhà. Khắp nơi đều là người đòi nợ. Con có thể bảo Thần Hiên cho các người thêm tiền đúng không? Những chuyện mà các người nói liên quan gì đến tôi chứ? Tôi không giúp được đâu. Lê Thanh, Lê gia chúng ta giúp đỡ nhau cũng tốt mà con. Nếu Lê Thị của chúng ta thật sự mất, ba xem còn ai chống lưng cho con ở Thần gia nữa.
Không ai giúp các người được đâu. Thần Tổng, cậu phải giúp chúng tôi chứ. Đúng vậy, cậu xem, chúng tôi nuôi con bé từ nhỏ tới lớn, cũng không dễ dàng gì. Con bé không hiểu chuyện, cậu khuyên con bé giúp tôi. Lê Trình Phi, lúc đó mẹ tôi mới mất chưa được 2 tháng. Ông đã đưa bà ta với đứa con riêng kia về nhà. Lúc đó tôi còn chưa 18 tuổi, ông nghe họ xúi giục đuổi tôi ra khỏi Lê gia. Như vậy mà ông nói ông nuôi tôi sao? Tiểu Thanh ơi, con đừng tức giận mà. Bà buông tôi ra. Đau quá đi thôi. Đứa con gái bất hiếu này, hôm nay ba phải dạy dỗ con. Ông quên đây là đâu rồi đúng không? Người đâu? Thần Tổng, chúng tôi sai rồi. Từ hôm nay trở đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ khiến các người trông thảm hơn hôm nay đó. Đưa họ đi, giúp chúng tôi với. Chúng tôi sai rồi. Tất cả những thứ này rõ ràng là thuộc về tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lê Tiểu Thư, có muốn hợp tác với tôi không? Nếu tôi trở thành người thừa kế của Thần gia, sau đó tôi cưới cô, tất cả những thứ này đều sẽ là của cô. Được thôi. Mẹ, cuối cùng ba mẹ cũng về rồi. Con nhớ ba mẹ quá đi thôi. Em nghỉ ngơi trước đi. Anh đi rót nước cho em. Lê Thanh, nếu cô muốn biết mẹ cô mất mạng như thế nào thì ngày mai đến gặp tôi. Nơi mà cô lớn lên từ nhỏ sắp bị tòa án tịch thu rồi. Trong lòng cô thấy thế nào? Nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy thì tôi đi trước đây. Cô có biết, chính là vì cô không chịu giúp mà mẹ bị người ta đánh bị thương. Chị quên nhanh vậy sao? Họ ép chị quỳ xuống xin tôi tha thứ như thế nào rồi sao? Cô không biết, mẹ cô vì ngã xuống đây mà mất mạng đó. Ý chị là sao? Nói rõ ra đi. Cái hôm mà ba đưa mẹ tôi về nhà, ông ấy biết mẹ cô muốn ly hôn, vốn chỉ về nhà lấy tài liệu để chuyển tài sản, kết quả lại bị mẹ cô phát hiện. Cô đoán xem sau đó xảy ra chuyện gì? Lê Thanh, muốn đấu với tôi sao? Cô mơ đi. Lê Mạn, chị thả tôi ra. Lê Thanh, cô cũng có lúc hoảng sợ như thế này sao? Lê Mạn, rốt cuộc là chị muốn làm gì? Tôi cho cô quyến rũ thần hiên sao? Trần Khải, cô còn nhận ra tôi sao? Không sai, anh ấy chính là đại thiếu gia của Thần Thị, cũng chính là con riêng bị các người coi thường từ nhỏ. Lê Thanh, tại sao? Từ nhỏ chúng tôi đã phải thấp kém hơn các người chứ. Rốt cuộc là tôi thua kém cô chỗ nào? Lê Mạn, chị bình tĩnh lại đi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng cảm thấy chị thấp kém hơn tôi. Những gì mà chị nghĩ đều là do chị tự tưởng tượng ra. Tôi ghét nhất cái loại người tự cho mình là đúng như cô. Rốt cuộc thì chị muốn làm gì? Làm gì? Tôi muốn mạng của cô với Thần Hiên. Chỉ cần hai người không còn nữa, chúng tôi sẽ đường đường chính chính thay thế hai người, làm người thừa kế tương lai của Thần Thị. Mạn Mạn, cảm ơn cô. Cô nói nhiều quá. Ba, Lê Thanh đâu rồi? Đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, không nói gì với con sao? Lê Thanh, em trai, lâu rồi không gặp. Anh làm gì Lê Thanh vậy? 10 giờ sáng mai tôi muốn thấy tin tức cậu giao Thần Thị cho tôi. Nếu không, cứ chờ mà nhặt xác à đàn bà đó đi. Thần Hiên đúng là có mắt nhìn, nhưng thứ mà tôi không có được, Thần Hiên cũng đừng hòng có được. Tất cả những gì mà nó có sẽ bị hủy hoại trong tay tôi thôi.
Mộ Lê. Mẫu hậu, con đến cứu mẫu hậu đây. Mẫu hậu, Lục Hoàng thúc bắt nạt người sao? Mẫu hậu không sao. Không sao rồi. Cẩn thận. Phụ hoàng. Thần Hiên. Phụ hoàng, người không sao chứ? Thần Hiên, anh có sao không? Phụ hoàng. Mộ Lê. Phụ hoàng, Thần Hiên ơi. Mộ Lê. Phụ hoàng, là con thật sao? Thần Hiên, anh sao rồi? Đồ ngốc, anh không sao. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Yên tâm đi, anh ta không sao đâu. Ba, mẹ yêu ba lắm đến mức con cũng ghen tị đó. Khoảng thời gian con không có ở đây, mẹ con suốt ngày khóc lóc thảm thiết, hầu như ngày nào cũng chẳng nói chuyện với ba. Đáng lẽ ba mới là người ghen với con chứ. Bác sĩ Hứa, cảm ơn cậu. Đó là điều tôi nên làm. Thấy gia đình mọi người vui vẻ, tôi cũng vui. Anh ta hồi phục tốt rồi, có thể xuất viện được rồi. Cảm ơn cậu, bác sĩ Hứa. Có anh ở bên Lê Thanh, tôi yên tâm rồi. Lần này trở về cổ đại quả thật vô cùng gian nan. Con đã giải quyết xong Lục Hoàng thúc đầy dã tâm, giao hoàng cung cho Tứ Hoàng thúc quản lý. Vậy lần này trở về, con sẽ không đi nữa chứ? Con muốn ở lại hiện đại, chứng kiến em trai em gái ra đời, phụng dưỡng ba mẹ. Nghe thấy chưa? Mộ Lê nói muốn có em trai em gái. Em chưa đồng ý đâu. Đúng rồi, con còn mang ngọc bội của mọi người về nữa. Mộ Lê, trước đây đều là lỗi của ba mẹ, đã không tin con. Những điều con đã nói trước đây, giờ ba mẹ đều tin là sự thật. Xin lỗi vì đã để con chịu nhiều khổ cực như vậy. Được ở bên cạnh ba mẹ thì con chẳng thấy khổ sở gì cả. Ba mẹ, hai người mau đeo vào đi. Đồ đáng ghét. Lần nào chàng cũng bắt nạt thiếp, thiếp không thích chàng nữa. Lê Thanh. Lê Thanh, làm gì vậy? Lê Thanh ơi. Lê Thanh ơi. Thiếp không nghe. Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu đã hạ sinh cho người một hoàng tử. Thanh Nhi, nàng vất vả rồi. Có câu nói này của chàng, thiếp chẳng thấy vất vả chút nào. Nàng xem, đây là gì? Từ nay về sau, gia đình ba người chúng ta đã trọn vẹn rồi. Sau này, dù chúng ta có đi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy vật này, chúng ta sẽ nhận ra nhau. Phụ hoàng, Thanh Nhi, kiếp trước là anh có lỗi với em. Từ nay trở đi, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt em nữa. Còn có con đã lớn rồi, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt mẹ đâu. Thần Tổng, cuộc họp tối nay đã chuẩn bị xong. Cuộc họp? Đúng vậy, đại hội cổ đông tối nay. Tôi muốn về nhà ăn cơm với vợ con tôi. Một người độc thân như cậu, tham dự giúp tôi đi. Có nhớ anh không? Mẹ, hôm nay con muốn ngủ với mẹ. Mộ Lê,
Mai đưa con đi học nha. Cái gì? Ba mẹ, con không muốn đi nhà trẻ. Con thấy ba dạy cũng được. Không được, công ty ba nhiều việc, ba không có thời gian. Vậy mẹ cũng được mà. Không được. Mộ Lê, bây giờ khác với thời xưa rồi. Con cần phải đi học, kết bạn với các bạn nhỏ. Đứa trẻ này vẫn như trước. Kệ nó đi, quen vài ngày là được thôi. Hơn nữa nếu nó không đi học, hai ta chẳng có thế giới riêng tư nào cả. Anh nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Được, đều nghe em. Ngày mai sinh nhật em, diện xinh đẹp vào, sao cơ, có bất ngờ sao? Ngày mai em sẽ biết. Được. Bất ngờ hả? Đã sắp đến giờ Mộ Lê tan học rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. 2 phút, chờ anh ấy thêm 2 phút nữa thôi. Xin lỗi, công ty anh đột nhiên có chút việc, anh phải đi công tác, không thể đón sinh nhật cùng em rồi. Vậy anh đi lâu không? Em giúp anh thu xếp hành lý. Được, sắp đến rồi. Không cần đâu, chờ anh về. Cái gì vậy chứ? Hỏng rồi, Mộ Lê sắp tan học rồi. Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ. Sao ba không ở cùng mẹ? Ba có việc phải đi công tác rồi. Ba không có nhà, Mộ Lê ở cùng mẹ được không? Dĩ nhiên rồi, ba không có ở đây, con phải là trụ cột của gia đình này. Đúng là ông cụ non. Mẹ, mẹ không cần buồn. Con đoán ba chắc chắn đã chuẩn bị cho mẹ một bất ngờ lớn. Mẹ mới không thèm những gì ba con chuẩn bị đâu. Mẹ đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Lát nữa, chúng ta ăn xong rồi đi dạo phố, quẹt sạch thẻ của ba con. Để lúc đó ba con... Các người là ai? Các người là ai? Lê Thanh tiểu thư thân mến, anh nguyện cưới em làm vợ. Dù nghèo khó, giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, chúng ta sẽ không rời xa nhau. Em đồng ý chứ? Anh hứa với em, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Em đồng ý. Khi nào thì chuẩn bị mấy thứ này vậy? Sao em chẳng biết gì cả? Cho em biết thì còn gọi là bất ngờ sao? Bất ngờ gì chứ? Rõ ràng là khiếp sợ. Sau này không được làm vậy nữa. Đừng nói bậy. Sau này là sau này nào chứ? Ba xến xúa quá. Thằng nhóc này biết gì chứ? Cái này gọi là lãng mạn.